Đời sống thú vị xin chào các bạn. Không biết là các bạn đã nhìn thấy chưa? Đấy. Nhưng mà tôi thì nhìn thấy khá nhiều. Tôi nhìn thấy cái tủ đông này. Còn ngoài Bắc thì tôi thấy là họ thiết kế cái tủ bảo quản bia. Thì có một cái thế này, nó kém lạnh. Thì tôi nhìn thấy thế này. Họ lắp cái giàn nóng thế này cho nó gọn. Thì toàn bộ lượng dịch nó đọng hết ở những cái kho này, thế nên nó không còn về được cắt phun, dẫn đến nó chậm làm lạnh. Tôi không nói là nó không lạnh mà nó chậm, rất chậm. Hôm trước tôi đã lấy ví dụ này, một người dùng cái ca rất to múc nước từ bên này sang bên này, nhưng mà thay vì múc đầy ca thì họ cứ múc láng đít ca thì rất lâu hết được cái nước. Đấy là tôi lấy ví dụ, tôi lấy thí nghiệm như vậy để cho các bạn dễ hình dung rằng nếu như lượng dịch đọng hết ở những cái co trong giàn nóng, nó không về được cáp phun thì nó sẽ rất chậm lại, làm lại rất chậm. Thì để khắc phục cái tình trạng này á, thì các bạn đi thế này, ngắt ra, sau đó là lại đi ngược lên. Thì cứ đi ngược lên á, đây chúng ta dùng như này, đây đi từ trên đi xuống này, đấy, vào đây này, ra đây. Thế cái đoạn đi ngược lên này á, các bạn dùng cho tôi cái cáp khoảng một ngựa, đấy, hoặc ngựa rưỡi cũng được, đấy, đi ngược lên, đấy, đút vào đây, đút vào cái chỗ cái co này, đấy, để đi ngược lên. Thì khi dịch chảy vào đây thì nó sẽ cắm vào cái đây như cái ống hút đấy. Hôm trước tôi làm rồi đấy, tôi lấy ví dụ đấy. Như kiểu cắm cái ống hút vào gì ra, nó sẽ đi ngược lên rất dễ dàng. Nhưng chúng ta để cả cái ống lớn thì cái lượng dịch nó lọt lại rất nhiều, không tận dụng được hết đấy. Thế nên là tại sao chúng ta phải đi cái ống nhỏ hơn, đó là cái đầu tiên đó. Về cái giàn nóng của cái tủ đông, cái cách chúng ta đi như thế, chứ tuyệt đối chúng ta không đi thế này. Nếu đi thế này là nó đọng hết ở những cái co nhé, là rất kém. Đây còn cái trường hợp này chắc các bạn cũng nhìn thấy là trên mái nhà họ tiện lắp cái giàn nóng của cái máy lạnh, họ lắp theo cái chiều nghiêng thế này, thì toàn bộ những cái lượng dịch đây nó đọng hết ở những cái co bên này, đây nó nghiêng thế này này. Đấy, theo cái chiều của mái nhà. Đấy, dẫn đến là lượng dịch nó đọng hết vào những cái co, dẫn đến là nó cũng kém lạnh, làm lạnh chậm ấy, thì nó sẽ làm mát lốc chậm. Đấy, phải nhanh hư lốc, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, làm lạnh chậm thì tốn điện, thay vì chúng ta lắp theo chiều này thì chúng ta xoay ngang đi, lắp theo chiều ngang của cái mái để cho cái này nó thật bằng. Thì khi mà nó bằng ấy, nó dồn về được lượng dịch, nó dồn xuống dưới, sau đó nó vào cáp phun được nhiều đấy, thì làm lại sẽ nhanh. Thì đấy, hôm nay tôi nói về hai cái đó đấy, thứ nhất là cái giàn nóng này, thứ hai là cái giàn nóng này. Chúng ta phải tối đa cái lượng dịch về cáp phun thì nó sẽ làm lạnh nhanh đấy, làm lạnh nhanh thì sẽ làm mát lốc kịp thời và sẽ bền cho cái lốc. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an.